Rồi, hello tất cả anh chị em, cùng nhau mọi người. Chúc mọi người có một ngày làm việc thật vui vẻ các bạn, người làm vui hạnh phúc. Rồi clip hôm nay mình sẽ làm không có ghi âm mà mình sẽ nói chuyện trực tiếp về từng bước cắt như thế nào. Nhưng mà đặc biệt clip này là không sử dụng bất cứ một cái loại cử nào hết. Trong vòng 8 cử không sử dụng cử hết, mà chỉ sử dụng chỉ một cái tông một cái lượt thôi. Cái mức độ điều chỉnh đó thì nó sẽ có hết trong vị trí video này. Các bạn xem những trường hợp mà giả sử như anh chị em nào mà không đầy đủ điều kiện hay là có điều kiện nhưng mà nhằm cái địa phương không có bán dụng cụ, đặc biệt là về cái tóc này thì chuyên phay chuyên diệt cử đó, nếu không có thì mình vẫn có thể sử dụng một cái lượt của cái tông phay bình thường. Rồi mình cảm ơn tất cả anh chị em mọi người trước ha. Rồi bắt đầu vô vấn đề chính đây. Tắt nè. Im lặng và chấp tốt nhất cho cả hai đó. Một chân. Dù biết ta mất anh nhưng sao mà không thôi đừng ra. Rồi nhiều một số cái yêu cầu cái thắc mắc của một số anh chị em mà mới theo dõi kênh mấy cái clip mình về cái tóc phay, các bạn biết rồi, có nhiều cái mình đắp rất là chi tiết. Hôm nay mình có thời gian mình làm lại ha. Cái lần quỷ nhỏ này nó cũng bận rỗi nè, thì nó có thì đại đa số mình thấy là nó sẽ như thế này. Một là bấm khung ha, thì nếu mà như thế này đây, hôm nay có nghe là full là mình sẽ nói hết những cái dòng phay này luôn, nhưng mà với khả năng này, trong khả năng mình biết thôi, tại vì mình không biết hết. Bây giờ các bạn biết nè, bây giờ giả sử bây giờ tính giờ lô phay thì các bạn có thể là lấy cái khung dưới này đây, cái khung như thế này, nó dài lên, dài lên tới đây là cái phần này, các bạn thấy nè. Rồi mà thêm là lô phay mình sẽ bấm theo cái khung như thế này, nó khắp như thế này nè. Rồi dũng cái đà đó thì mid phay á thì các bạn sẽ lên tầm này, nó khoảng giữa như thế này, các bạn thấy rất là rõ ha. Đây cái góc độ này nè, có hù luôn, thấy gì nè. Đây các bạn thấy là giả sử mid mà nó sẽ nằm khoảng cái khoảng này, thì đây thì các bạn đi vẫn y dưới này đây, vẫn vòng qua bên kia, còn hai phay nó sẽ nằm trên này. Nó có ba cái lớp như vậy mà người Việt mình thì đại đa số là cắt mid hoặc low. Có số khách hàng người ta thích cắt hai phay, đó tự sở thích ha. Còn cái khung mình bấm này là cắt kỳ cái tóc này mình không biết nó là hai phay hay là skin phay luôn nè. Nó có các bạn cứ nghĩ nó là có hai dạng ha. Rồi một chút mình sẽ nói về hai cái dạng nó rõ hơn. Thì đại đa số là người ta sẽ chịu như thế này, cái phần lớn như các bạn thấy như thế này. Khi mình bấm sẵn cái khung như thế này rồi, mình ủi lên. Đây các bạn thấy ủi trắng, ủi gần như là sát trắng mà thực chất là cái tiếng nó vẫn còn, hay cho dù công đơ sát cỡ này đi nữa. Thậm chí những con bấm viền anh biết hay là bị tay lơ cũng vậy thôi. Còn thằng này cũng là anh biết nè. Đây các bạn thấy trong video là bạn thấy nó rất là sát, cái thực chất là nó khi mình cạo nữa thì nó sát nữa. Nó có nghĩa là bà đại khái các bạn thấy như thế này rồi thì mình chỉ cần phay lên thôi, mình không có cần cạo ở dưới thì rất là dễ, nó nhanh hơn. Tại vì nó có độ liên kết nó bằng gần rồi, nhưng mà khi mình cạo khô á thì nó sẽ khó phá hơn. Nhưng mà cái chất nó sẽ đẹp hơn. Rồi các bạn theo dõi hết video ha. Đây các bạn thấy khi mà bấm khung xong nó sẽ như thế này. Đây. Và cái này là cái phần dưới này là tông đơ ủi. Nếu như mà anh chị em nào mà cắt mà khách hàng người ta không có chịu cạo này bằng cạo khô bằng cạo sát chỉ ủi như thế này á, thì tốt nhất các bạn chọn cái phần ở dưới này là những cái dòng tông đơ nào không cần biết ha. Mấy giờ nó ủi nó sát chân. Càng sát càng tốt, đặc biệt cái độ dưới nó phải mỏng nó mới sát ha. Cái thứ nhất, còn cái thứ hai nữa
là nếu mà cái tông này các bạn ủi cái phần này thì duy nhất chỉ một cây đó thôi cho nó đều toàn bộ hết. Tại vì mỗi cây thì cái chế độ lưỡi nó dày mỏng khác nhau đó thì nó sẽ tạo ra những cái đấm đen đấm trắng do cái tông nó không đều. Các bạn lưu ý phần này, phần dưới này nếu mà không đậu khô. Đây thì các bạn nhớ là cái tông nào chỉ một cây duy nhất thôi. Đấy rồi, nhưng mà bởi vì vậy khách hàng của mình với lại ở chỗ mình các bạn thấy là đại đa số người ta sẽ chịu bằng cạo khô, cạo trắng hết. Các bạn lưu ý là cái về cái phay như thế này nó là nó cái thời gian tức nhưng nó phải lâu rồi ha. Nhưng mà cái độ về cái sản phẩm mà khi mình làm ra các bạn nhìn nói chung là rất là vừa mắt, rất là bóng. Và nếu mà anh chị em nào mà không xài máy cạo khô như thế này các bạn có thể dùng dao cạo cũng được, không có gì, nhưng mà dao cạo chắc chắn là không sát hơn nè. Tại vì nếu sát hơn cũng được, nhưng mà sát hơn là đầu không có cạo ngược ha. Cạo ngược ít nhiều cũng phải có máu ít hơn nhiều thôi, chắc chắn là phải có. Đây mà thấy rất là rõ khi mà cạo xong nó sẽ trắng như thế này. Đây. Rất là sát ha. Đây. Bạn có một cái vấn đề như thế này nữa ha, về cái phần khung như thế này nè. Cái phần mà mình bấm mình lấy cái đường chuẩn của nó thì các bạn nên tốt nhất là mình sẽ gùng, chịu khó mình gùng xuống một tí, cái tầm mắt mình nó bằng ngang cái này hoặc là thấp hơn này, mình sẽ điều chỉnh được, mình sẽ nhìn được hai bên nó cân hay không. Tại vì các bạn biết đi, nếu mà giả sử bên đây nó gục hơn cái đường người ta bấm vậy mà nó gục qua vậy thì giả sử mình vậy thì khi mình phá hoặc là mình phay lên thì bên đây chắc chắn nó sẽ còn đen hơn bên đây, đâm ra cái hiệu ứng nó không có, hoặc giả nó có ít, nó giảm theo cái ý muốn của mình. Thì các bạn có thể, mọi người có thể bỏ ra đôi 30 giây mình nhìn gán cành, mình ráng mình cành cho khung nó đều ha. Coi dùm cái máy nha, rồi bắt đầu vô nè. Thì thay vì các bạn biết, mọi người thấy thường thường là sẽ như thế này. Đầu tiên là mình đây, mở hết lưỡi ha. Rồi các bạn sẽ phải lên khoảng 1 đến 2 cm, cái cự ly nó như thế này. Đây. Thì nó có cái lằn sẵn rồi nè, nó có cái đà sẵn thì mình cứ lấy cự ly như thế này và mình cứ từ trái qua phải hay từ phải qua trái rồi đó thì tùy. Thì nó có cái đà sẵn rồi đó. Đây rất là rõ nè, cái bước đầu tiên thấy nó xong rồi nè. Đây. Và thấy khi mà cái bước đầu tiên xong thì sẽ nó có một cái ngấn nè, đầu tiên. Cái ngấn mình không nói, bắt đầu mình sẽ phá cái ngấn này trước ha. Đây, nhưng mà mở lưỡi hồi nãy các bạn thấy đầu tiên lên từ đây lên đây là mở, bây giờ mình đóng nè, đóng sát nè, nhớ đóng sát. Các bạn thấy chọn những cái dòng tông đơn mà cái lưỡi nó mỏng, cái này chưa có mỏng đâu, mình sẽ phá thử cho các bạn xem này. Đây. Cái cự ly của cái này nè, của cái răng ở ngoài cùng các bạn thấy nó. Nó độ dày nó bao nhiêu thì cái sợi tóc nó sẽ là bấy nhiêu, hoặc giả là sẽ hơn. Rồi phá ngắn đầu tiên các bạn thấy rất là rõ nè. Rồi mình sẽ đi xéo lại nếu không ăn ha. Các bạn nghiêng cái dòng công đơ, nghiêng cái lưỡi to một tí thôi. Rồi mọi người thấy nè, nó đâu có bứt đâu. Thực chất nhìn trong video các bạn thấy nó hết, thực chất ngoài nó không có hết. Chưa có hết. Thì có một vấn đề như thế này. Đối với cái ngắn đầu tiên này mình phá là khoảng là phân nửa thôi, có nghĩa là cự ly nó là 50% so với cái khung này đầu tiên đó, nó bao nhiêu thì các bạn phá ngắn đầu tiên nó lên khoảng này, khoảng tầm ở giữa thôi. Lý do tại sao mà không phá hết là nó như thế này, tại vì các bạn biết phay thì cái từ cụm từ gọi tắt
mình hiểu nôm na đó là trắng chân và mờ dần để trắng chân là cái phần này trắng, cạo trắng như như thịt liền toàn bộ luôn. Mờ dần có nghĩa là bắt đầu cái bước mà đầu tiên như mình đóng lưỡi sát cỡ nào đi chăng nữa mà mình phá nè, thì các bạn thấy cái chân tóc nó vẫn còn ha. Và phá xong cái phần này, cái bước thứ hai mình sẽ hạ xuống một tí cái phần này một chút, mình làm tới đâu mình nói tới đó, các bạn sẽ phá lên nữa thì cái sợi tóc chắc chắn nó sẽ dài hơn một chút nữa, và càng lên nó càng dài. Đây các bạn nói, mình nói vậy mọi người hiểu đó, tóc nó sẽ đi từ dưới, từ cái này lên đây sát và từ lên. Nhưng mà cái cây này phá là đây, thấy là nó không có bứt nè. Đây là cái cây bữa nãy các bạn thấy mình nói rồi, nó phá không có hết, bây giờ mình đổi cây ha. Các bạn tìm những cái cây mà cái lưỡi trên nó thật là mỏng, cây này là mỏng lắm rồi nè. Mà phá hết hay không nữa thì cái cây này cái âm thanh nó kêu hơi to hết các bạn, nên mình cũng ít sử dụng nè. Đây cây này phá hết nè, lưỡi nó rất là mỏng ha. Thì mình hy vọng cái clip này nó sẽ giải đáp một số thắc mắc của những anh chị em nào mới theo dõi cái kênh của mình đó. Tại vì cái kênh bây giờ 130-140 clip rồi. Có thể mọi người kiếm lại, có thời gian nó mất nên thời gian. Cái này đây người nhà thì cho nên có thời gian chứ thực chất nó lâu ha. Tại vừa làm vừa nói cái này. Đây các bạn thấy rất là rõ bức nè. Đây không có còn ha. Cái này là cái ngắn thứ hai thôi. Rồi mình chỉ quay bấy nhiêu thôi. Đây cái bước phá ngắn đầu tiên các bạn thấy rồi nè, đây liền lạc hết ha, này ngắn thứ hai không có tính ha, bắt đầu chuẩn bị tới ngắn này, đấy thấy rất rõ nè. Cái ngắn đầu tiên các bạn thấy rồi là đóng lưỡi sát ha, sát lên mà phá rồi nè, xong rồi các bạn mới để ý cái bước này, mình sẽ hạ cái gần gần này xuống một tí nè, mình coi theo cái chế độ lưỡi này. Nó khoảng bao nhiêu nó vừa, có nghĩa là đóng lại sát hết thì cái sợi tóc nó sẽ sát. Nghĩa bạn mở ra một tí nè để mình phá ngắn tiếp theo này, thì giữa cái phần mà mình mới phá này với cái ngắn này nó có một cái độ liên kết tới luôn, cũng như lực số 1 rồi tới số 2 rồi dài lên 3-4 vậy đó, thì cái hiệu ứng của cái tóc phay nó sẽ có rất là nhiều, là bạn thấy rất là rõ ha. Mình cố gắng mình ủi lên cho nó đều tay như thế này thì cái tóc các bạn nó sẽ không có bị dấp, nó rất là mịn. Và khi mà mình phá như thế này các bạn tránh cái tình trạng mà mình sẽ đưa trực tiếp cái ngàm mà cái lưỡi tông mình nó sát vô như thế này ha. Các bạn phá ngắn thì chỉ là ngay cái ngắn nó thôi, tốt nhất là chỉ nên ngay nó thôi. Và khi mà lên tới cái mí ở trên này các bạn cất ra như thế này thì một chút cái bước tiếp theo nữa mình sẽ càng dễ hơn so với lời mà mình ủi cái tông nó sát vô nó rất là sát tốt hơn chút, mình phá rất là khó, nó lâu thêm chứ không có gì. Cái này là không có như mấy clip trước các bạn, cái này là mình quay mà nói trực tiếp luôn đi. Đem máy vào đây nè.
đó, mình thấy rất là rõ nè. Cái bước thứ hai nó xong rồi nè. Bài bài mình không biết nhưng mà mình nói như vậy thôi. Đấy. Tới cái bước này thường thường các bạn, bước này thường thường là bạn lắp cử cử 1.5 này. Nếu không á thì lắp cái cử cử ai lấy rồi. Đâu. Kiếm rồi. Đó là phân khu ra hết rồi. Hai là các bạn lắp cái cử số 1 3mm này, bạn sẽ phá cái phần này. Nhưng mà riêng clip này mình sẽ làm một cái dắt bên đây là mình phay không có cần cử, hay chỉ một cây tông duy nhất cho lượt thôi. Còn nhất bên đây mình sẽ cần cử. Lắp cử rồi các bạn xem các bạn cảm nhận hai bên như thế nào. Những trường hợp nào mà anh chị em nào mà làm cái chữ nhưng mà cử nó vô tình nó mất hay nó bị cháy hay nó như thế nào đó, mình nói chuyện ngoài luồng hay là gì có gì. Đó các bạn thấy là mình vẫn sử dụng được. Thì cái bước này, cái bước phá cái ngắn thứ hai các bạn thấy hồi nãy là mình mở cái góc độ tông đơn nó như thế này. Đây. Thì khi mà lên đây á, mình sẽ hạ xuống tiếp tục ha. Rồi rồi mình sẽ phá cái này. Cái này nếu mà quen tay các bạn làm nó rất là nhanh. Còn nếu không thì bước này cây lược rất là dễ luôn. Hiệu ứng nó vẫn có bình thường. Thì nói thì nó có thể là nó không có được gì, nhưng mà các bạn xem vậy các bạn sẽ cảm nhận ha. Chỉ cần các bạn ủi điều chỉnh cái tay mình nó đều là được rồi. Còn chưa hết, hết là hạ sát xuống nữa. Thì cũng như mình chia cái chỉnh này ra là 4 phần. Tính từ lúc đóng lưỡi sát luôn. Về cái phần mà không lắp cử nào mình sẽ quay hết thôi các bạn. Coi gì cái máy. Đây các bạn thấy bên đây, như các bạn thấy nãy giờ nó hoàn toàn không có lắp cái cử nào hết nè. Cái phần dưới xong các bạn thấy gì mà chảy lên cái phần trên nè. Đây các bạn thấy rất là rõ, nó còn chìa nữa. Thì bây giờ mình chỉ cần bắt cái lược vào thôi, như thế này.
Vậy cái phần đặt này tại vì càng lên các bạn thấy nó càng có một cái độ lài ra, thì mình đặt dưới góc độ như thế này ha, tùy nè. Nếu còn tóc nhiều nè, cứ qua đưa vô như vậy rồi mình gạt ra như thế này. Nếu mà sát á thì sẽ đặt như thế này. Còn nếu gì có nghĩa là tùy theo cái góc độ, cái không biết bao nhiêu độ, nhưng mà các bạn gắn làm sao mà cho nó đều, nó thẳng lên là được rồi. Đây. Trong các bạn có thể mình gà lại ha, xem cái nào mà nó chưa vừa ý đó, nó còn thì cứ gà lại đi. Thẳng cái gì và không mình kiếm được thẳng nè, có mấy cọng ở trên đó. Không, mấy cái sợi trên này là tại vì để lại ha, để tóc dài lên không có cắt cái phần này, các bạn thấy nó sẽ dừng, nhưng mà quan trọng là nó sẽ nhìn cái dây tóc ngắn đây. Và đặng đứng lên ha, đây rồi rất là thẳng nè, phẳng lên rồi nè, rồi tắt đi. Cái vách bên tay phải xong rồi, còn vách bên tay trái như mình nói lúc đầu đó, thì cái một bên kia đó là không cử xong rồi. Còn bên đây mình sẽ lắp cử mình phay, nhưng mà mình sẽ đổi lại ý kiến sau liền mọi người ha, có nghĩa là mình không cử luôn, mình sẽ cây lược. Các bạn thấy cái vách mới nãy là bên kia là cái vách này không có cây lược, chỉ cây ở phần trên cho nó phẳng lên thôi. Còn về cái phần này mình sẽ cây lược cái phần này. Tại vì cử thì bây giờ các bạn biết rồi, cử bây giờ nó rất là tràn lan á, ai cũng có thể mua được một bộ cử vừa ý hết, từ số 1 đến số 8 đó. Còn nếu mà không phải ai cũng đầy đủ điều kiện mua, hoặc giả là có tiền nhưng mà tại vì nhầm cái chỗ không có bán, người ta không biết trang nào bán, thì các bạn vẫn có thể phay bằng lượt được bình thường, không cần phải cử. Đây thì tất cả cái gì thì các bạn sẽ thấy như thế này. Các bạn cứ cây lượt ngay cái ngắn đó, các bạn cứ ủi lên. Còn nếu mà quen tay nữa, mình ủi lên như phay lên như bên kia. Các bạn thấy có nghĩa là hai cách ha. Các bạn có quả đầu này có hai cách phay. Mà đặc biệt là các bạn sẽ không sử dụng bất cứ một cái loại cử nào hết. Cái lượt nó chỉ có 20 nghìn thôi. Mới nói chung lượt hình như là đa số mình lượt, của mình là lượt phay hết, không có lượt chính hãng vì nó quá mắc đi. Lượt phay hay là chính hãng hay là tông Mỹ, tông Trung Quốc gì không cần biết, nhưng mà mọi người cắt cái tóc mà cứ nó đẹp, khách hàng nó chịu là được rồi. Đây các bạn thấy nó vẫn còn một tí ha, một tí cái gờ này mình sẽ phá nó nè, các bạn cứ mở là một tí ha. Còn nếu mà được tuyệt đối, nếu mà dễ nữa thì các bạn đây cứ mở hết ra, rồi mình phá cái này nó không ăn, đóng lực ít ít vô. Có nghĩa cái này là mình anh chị em nào mà người ta chưa quen đó, mình sẽ làm như thế này cho nó an toàn, cái mức cái góc độ nó không bao giờ nó bị phạm. Chưa ăn nữa các bạn nhích thêm, có nghĩa là mình nhích từ từ như thế nào đến khi mà nó ăn vừa ý thôi ha. Đấy, mọi người thấy nó khá đơn giản thôi, chứ nó không có gì gọi là hết. Nhưng mà khi anh chị em nào mà có nghĩa là mình đã làm nó nhiều, nó nhuần nhuyễn rồi á, thì mình không có cần phải nhất thiết phải đi theo một cái trình tự 1 2 3 4, mình có thể đảo lộn cái thứ tự trong từng bước cắt của mình, 4 1 2 3 hay là 3 4 1 2 hay là cái gì đó nhân dân tùy. Nên sao nó cũng ra y như vậy là được rồi. Nếu mà thấy cái màn ảnh cái góc độ này lúc này nó hơi tốt nè. Thì nếu mình không sử dụng cử á, thì càng lên các bạn càng mở cái lưỡi ra ha. Con số anh chị em còn số ít ta chưa có hiểu cái từ mà đóng lưỡi mở lưỡi như thế nào. Đóng lưỡi nó có như thế này, đóng như thế này ha, mà thấy là hai lưỡi đóng sát vô, còn mở ra là hạ sát như thế này, chứ không có gì hết.
Vậy thì nếu mà các bạn không kê lược thì mình có thể mình ủi thẳng lên luôn, ủi trực tiếp lên. Thì với góc độ an toàn thì mình vẫn mở lưỡi bình thường ha. Rồi thì mọi người, để các bạn cứ đặt thì càng lên thì các bạn mình tất ra như thế này, thẳng đứng rồi tất có nước, có một cái góc nào nó hơi chìa ra thì nó sẽ không có bị tròn cái phần trên này. Các bạn nhớ là mình cứ ủi thẳng như thế này ha, ủi làm sao cho nó thẳng đứng dách lên. Có nghĩa cái tay mình cầm đông, các bạn đừng có mình đừng có chú ý về nó quá đi. Mình cầm mình chú ý về cái đông, mình cầm như thế nào đó thì cái tâm lý nó sẽ bị chi phối. Nó sẽ kéo theo một cái số tình trạng lúc cắt đó, mình không có dự ý hay là nó chậm hay như thế nào đó. Mình cứ nhận ra những cái đường cắt thôi. Vậy các bạn biết cái clip này mình làm để mà chia sẻ với anh chị em mà người ta không có đầy đủ điều kiện về những cái bầu cử như thế nào đó, chứ nó không có cái tính chất nào khác hết. Đây mà thấy nó hoàn toàn nó phẳng rồi nè, nó không còn nhô như lúc mà chưa ấy ha. Tí đây thì mình chỉnh lại. Đây. Cái này không phải gì mà cái này là tại vì cái sẹo nè, nó nhô ra tí thôi. Sẽ nói về cái vấn đề mà về cái viền. Các bạn thấy có một số clip bên cái kênh của mình đó, là mình sẽ bấm cái viền là nó ăn lên trên này luôn. Để có thể là giả sử như vậy thì mình sẽ chia khu nó ra như thế này. Đây mình giải thích cái phần này ha. Đây thì mình sẽ tách hoàn toàn cái lớp tóc ở dưới này, mình sẽ bỏ hết để mình lấy cái diện trên này. Nhưng mà trước khi mà mình lấy như vậy đó là mình sẽ hỏi khách hàng bây giờ là cái tình trạng đó là nó khi mà mình lấy cái diện như thế này, tóc nó ra nó xấu ở dưới này nhưng mà lúc mới cắt nó rất là đẹp, nhìn nó rất là nét. Còn nếu không thì mình chỉ bấm những cái mà nó thừa thôi. Còn nếu mà như thế này các bạn thấy nè, quay qua đây đây nè, có một chút xíu thôi, không ăn gian lên được. Còn nếu mà khom đây các bạn thấy, nếu mà ăn gian lên nhiều nè, giả sử như cái tầm này thôi thì cái viền nó nhiều nữa, nó rất là đẹp ha. Nhưng mà nó ra ra cái hệ lụy nó sẽ xấu như vậy. Có nghĩa là không phải mình tự động mình bấm, có nghĩa là những trường hợp mà clip các bạn thấy đó thì mình sẽ hỏi hàng trước nó sẽ như vậy. Cái viền nó có hai mặt của nó, thì khách hàng người ta chịu mình mới làm ha, chứ không phải là tự nhiên mình bấm. Để các bạn hiểu cái vấn đề đó ha, chứ không ai mà muốn bấm cái gì mà nó cao lên hết. Còn những cái này thực tế các bạn thấy nè, đây bắt buộc phải bấm ha. Thì thường bấm mình một là các bạn cho khách hàng nhìn thẳng tới, hoặc giả là nhắm mắt lại nhìn xuống chứ không đây em nhướng lên người quen, nhướng lên này.
đây khách hàng kia nó nhướng là các bạn tuyệt đối đừng có bấm ha. Đây nhướng lên nè, ở đây nó sẽ dùng lên, mình bấm một chút nó sẽ trở lại trạng thái bình thường, nó sẽ bị giật tóc. Đấy thì cái tốt nhất là khách hàng người ta cứ dòm xuống này, các bạn dẹt lên như thế này, dẹt lên rồi các bạn nhả lại ha. Đây nè, các bạn dẹt lên như thế này rồi nhả lại thì cái trạng thái da mình nó bình thường đấy. Còn nếu mà mình dẹt lên đưa lên như vậy luôn thì mình vô tình là mình căng nó lên rồi, các bạn thấy nè, đấy mình trả lại nè, trả lại cái góc độ nó bình thường ha. Còn giờ cái gì đây, cái chỗ mà thực tế các bạn thấy hiện tại là đang đặt cái tông đơ nè, một là mình sẽ cho nó cất ra như thế này, có nghĩa là từ tính từ gốc này giả sử như vậy đi, có một số chân tóc các bạn thấy á là chỗ cái co này nè, mình thường thường gọi đây là cái co, cái co thường thường có một số khách hàng người ta chìa ra tới ngoài này luôn. Các bạn vẫn có thể lấy cái theo cái gốc mà nó ngửa ra như thế này, đây nó bạc ra thì nó vẫn coi được ha. Một là như thế này, hai là mình sẽ đưa xuống đường qua đường thẳng xuống vuông gốc như thế này. Đấy, trời ơi, chỗ có độ cong này mình không có cạo rồi. Đây các bạn thấy như mình nói nãy giờ đó, thì một là cho nó chìa ra như thế này, hai là nó vuông thẳng xuống như thế này. Chứ thì nó sẽ ok ha, còn nếu mà các bạn mà vô tình mà bấm cho nó gục vô, giả sử gốc trên này mà nó vô như thế này là thua, như vậy là thua ha. Nó nằm sắp vô là thua. Thì bên kia nó cũng như vậy thôi. Đấy, thì bên đây các bạn thấy nó cũng như vậy thôi nè. Và nên lưu ý một điều là giả sử như ngay cái góc nhọn chỗ này mình không được tuyệt đối, các bạn đừng ăn gian góc này nha. Mình có thể ăn gian cái phần trên này, ăn gian sâu vô trong này cũng được nè, nhưng mà về góc này là tuyệt đối không được ha, cái đó riêng mình nghĩ thôi. Đây bạn thấy đó, là nó thẳng xuống hoặc là nó ngửa ra chứ không có sắp vô nhìn nó bên kia đó. Thì cái tóc này đơn giản gì nó như vậy thôi, nó chỉ cạo nó là xong rồi, tại cái phần trên này không có cắt. Rồi tắt đi ạ. Để thấy về vấn đề mà lưỡi lam thì các bạn biết rồi, mỗi người có một cái cách cạo khác nhau ha, nên mình chỉ bẻ cốc cốc thôi. Có số lưỡi lam thì các bạn sẽ bẻ hai góc, còn có số thì chỉ bẻ một góc thôi. Một số anh em thì người ta sẽ đặt là nó lắp cái lưỡi lam nó sát vô như thế này. Đây. Còn riêng mình đó các bạn thấy chỗ mình thì mình cho là đại số này chìa ra như thế này. Đây, các bạn thấy rất là rõ ha. Chìa ra như thế này các bạn xây trở những cái góc nhọn như thế này nó rất là dễ. Nhưng mà nếu mà cậu không quen mà thì cái góc độ mà nó thẳng là nó đứt đó, nó rất là cao ha. Các bạn thấy mình như mình nói lúc đầu cái nãy đó là mình có thể ăn gian cái góc này, thậm chí cái góc ở trên này nè mình vẫn có thể ăn gian nó vô tới trong này, nhưng mà tuyệt đối dưới này là không có được ha. Thì các bạn cạo nè, thì cái lưỡi lam mình nó vốn dĩ nó rất là thẳng rồi, không có một chút xíu nào mà cong hết, thì mình chỉ đặt như vậy mình cạo như thế này thì ở trên xuống dưới thì nó thẳng đều hết, là các bạn thấy cái nét nó rất là đẹp. Đấy, còn cái phần này chỗ cái co này mà không có cạo nên mình sẽ vét xuống luôn. Bên này cũng vậy nè. Cái góc trên này kia bạn cạo xong một chút mình sẽ lấy kéo hoặc giấy là tông bấm viền nữa, mình sẽ bấm lại cho nó đâu ra đó luôn ha. Tại vì khi mình cạo nó chắc chắn sẽ có một hoặc hai sợi tóc ít nhất nó sẽ chìa ra, thì các bạn nhìn cái góc nó không có vuông,
những cái đó mình chỉ cần là cắt nhẹ là một cái nó bằng là rất là nó vuông góc là nó hoàn toàn nó bình thường, nó nét bình thường ha. Đây quả rất là đơn giản rồi, cắt được. Khi mà cạo xong các bạn nhìn như thế này, mình sẽ nhìn đây, mình sẽ ngước cái mặt khách hàng lên một cái góc độ nó vừa nhìn tới ha. Các bạn canh hai góc này nè. Đây, canh hai góc này các bạn nhìn trực tiếp vô kiến, coi nhìn, mình nhìn ngoài là nó không có bằng nhìn vô kiến ha, nhìn trực tiếp ngoài không bằng. Nhìn vô các bạn thấy là nó gục hay là không rất là dễ biết luôn. Một là cho nó tròn, hai là cho nó ngang như thế này. Ngang hay tròn cũng được nhưng mà quan trọng hai cái góc bên đây nó phải cân. Ở giả sử bên đây và bên đây nó đấu nhau nó đều. Thường thường là sẽ gục dưới góc bên tay phải trái. Thường thường á nó sẽ gục hơn. Rồi cái này chỉ là sấy rồi tạo kiểu nó xong rồi. Để như mình nói như bữa nãy đó các bạn thấy khi mà cạo xong rồi đó, mình muốn nó nét, nó hoàn chỉnh luôn thì các bạn sẽ dành lại một lần nữa ha. Kéo cũng được mà tông cũng được. Đặc biệt những cái góc này. Đây mọi người nhớ là mình phải có một cái góc vuông nhất định. Đây, ngay đây. Đây là điểm nhấn này. Đây mình thấy rất là rõ ha. Rồi mình cứ dài qua đây, cái nào nó chìa xuống thì các bạn cứ dành, cứ bấm nó đi. Bên đây nó cũng như vậy thôi nè. Rồi nó vuông góc ha. Còn sợi nào thừa đó thì các bạn cắt ra theo đi và các bạn vuốt theo cái kiểu nào đó ha. Cái này. Các bạn thấy rất là đơn giản ha, vô đó qua lịch sự thôi chứ không có gì. Các trò này không có xu gạo nữa chứ mà còn tốn kinh phí quá trời. Cái điều tóc mày đi tập cái tóc này mai đi thực tập để giới thiệu với người ta phay là sao đấy, nó nói phay không biết thì không biết đường chắc. Rồi giáp vòng nè, rõ rồi. Rồi chưa? Rồi. Đây các bạn thấy một cái tóc rất là đơn giản này. Đấy, nó là đơn giản cực kỳ ha, cao ráo gọn gàng mát mẻ này. Thì qua video này mình cũng cảm ơn tất cả anh em cũng như mọi người đã bỏ thời gian theo dõi hết cái clip này. Clip này nó không có gì nó mới hết, các bạn biết nhân vật nó quá thứ nó quen thuộc rồi. Cái thằng này mà nó cho đi bóc bắt họ rồi đòi nợ là bảo đảm con nợ không bao giờ sợ, tại vì cách 5 mét thôi, cứ giữ cự ly 5 mét cho nó rượt 5 mét xong cái mẹ thở oxy vào quần thở oxy chết chắc đó. Đó là cái lợi ha, hại nhưng mập. Thì như các bạn biết cái clip này là hoàn toàn từ đầu tới đuôi là không sử dụng bất cứ một loại cử nào hết, chỉ tổng về lượng thôi. Dành cho những anh chị em nào mà người ta nói trong những cái gì đầu video đó, thì nếu mà không có
không phải là không có điều kiện, nhưng mà nhầm cái nơi đó bạn biết là không có bán đó, mình không có cử, mình vẫn thay được bình thường chứ không có gì ha. Đây quay giáp cái khung này các bạn thấy rất là rõ nè, đây rất là đơn giản ha, cao ráo nè, nắp thì nó nhô ra cái nha. Đây bạn thấy rất là đơn giản. Còn nói mà cái này kiểu gì mình không biết kiểu gì luôn, tại vì chảy sượt lên. Đây, rất là bình thường. Rồi, chúc tất cả mọi người có những giây phút thư giãn thật là tuyệt vời. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.